Xin chào cả nhà, hôm nay gặp được vợ bậc nhớ rồi, rất là xinh trai, lâu ngày gặp lại bạn cũ, đánh tôi chào, rất là tuyệt vời. Hãy tạm gạo mưu mi đó, tạm gạo mưu mi, tạm gạo rất là đẹp, trái ra rất là đẹp. Đây là đập bột này, đập bột đấy đây, đập bột đi, có một đường nữa hết rồi, hết rồi, có một chứa chứa đèn mua hết thôi, một đường nữa đây, này đường này, đây là quế là gì ở biết ra đấy, từ cống từ cấp đấy, đây là nhãn này, đây là bao nhiêu đây, à đúng rồi. À, cái bọc này là bọc nó ra cả cái vỏ lúa cả bột cám này. Đây là lấy cái vỏ này là đập cho bột cho gia súc cho cầm ăn luôn. Được rồi. Đây là máy cắt giảm mini nhá. Chỉ có hai chức năng thôi, chỉ cắt vỏ ra và giảm ở chỗ này. Cái vỏ sau lấy đập bột. Bốc nhau đi đánh bảy con gì thôi. Không già, không. Không có gà bốc nhơ đi bảy gà đâu. Đâu gà nào đâu. À đây đây gà rừng đây. Gà rừng đây nha các bạn. Đây gà chính gà rừng nhá, gà rừng bốc nhơ đi bảy về. Bắn nhau đi bảy ra đây. Rất là cao chân và đuôi rất là dài. Gà này bay kinh lắm ấy. Mọi người thấy rõ không ạ? Ở trong kia không thấy được một hai con gà trống. Thôi mình vào xem cắt gà một tí nữa. Đây là lò hầm gì đây? Đây là hầm gì đây? À, cho con gì ăn? À, cỏ. À, đây là ủ cỏ này. Đây là cỏ xay ra đã ủ cho bò ăn này. À, đây. Ủ cho cỏ lên men nhá. Đó là cỏ ủ cho lên men rồi bắt đầu cho bò ăn này. Đây là cái củ cây cỏ. Cái củ cây cỏ để ủ lên men. Đây múa đây. Múa đây đâm cái tiền. À. Lâu phết nha. Đầu này có nấu rượu không? Nấu uống rồi. Hả? À, nấu uống rồi. Tuyệt nhờ. Cái này đập bột thì... Đập bột thì phải cho cái dây này quay à? Cái này sao quay được? À, có được lắm đi. Để quý quay các bạn xem đập bột luôn. Đập bột ra đây luôn à? À ra đây à?
rồi rất là đẹp các bạn nha. Máy tôi đi máy thì chiều cao nó tầm 1 mét đó các bạn, chiều dài nó cũng tầm 1 mét, chiều dò ngang nó thì tầm 30 cm thôi, chiều ngang nó tầm 30 cm thôi. Đó là cái thể này, nó còn cái tông này tầm cũng tầm 30 đó. Chiều cao tầm 1 mét, chiều rộng dài 1 mét, dài của nó tầm 30 cm. Một yến lúa thì được mấy cân gạo, một yến lúa thì được mấy cân gạo, phải cân à, phải thay nè, phải thay nó cũng đạt cái nào, phải thay nó cũng đạt cái nào. À, đi chơi có 5 cân rưỡi thôi. À, là đi xây là mình có 5 cân rưỡi một yến lúa, mình có 5 cân rưỡi gạo, mà cái này mình xây ở nhà thì là 1 yến lúa thì được 7 ký gạo, đỡ được 1 cân rưỡi gạo, rất tuyệt vời. Quay cho hết cái đoạn này, đó xem cái phần đặt bột. Rồi, rất là đều. Rồi, xe máy họ nó mát. Rất tuyệt vời. 10 hộp thì 10 luôn, không hát một cái nào nhá. Cái máy này rất tuyệt vời. Cái máy mua bao tiền? 8.4 triệu. Rất là tuyệt vời. Mua cái máy này là 8.4 triệu. Đấy, thì tính ra mà mình đi xay ở nhà họ là một lần mất 2 ký gạo đúng không? 2 ký là mất 30.000. Một chục lần là mất 300, mà một năm đi xay hết khoảng mấy lần, một năm đi xay gạo hết mấy lần. Vậy là khoảng 3 năm là lấy lại cái máy này đúng không? Rất là tuyệt vời. Đấy, mua về nó phục vụ cho mình luôn, từ phục vụ mình, từ phục vụ gia đình. Rất tuyệt vời luôn. Cái này là mình mua về là tự phục vụ cho mình, là không hao hụt chi tí nào luôn chứ. Không, nó hao chi đi mua cả. À, đây có chú với cám là ra cho một bao đi luôn này. Chú với cám ra đây đập bột, xay bột cho bò ăn luôn đúng không? Bây giờ sang, mình... sang to cũng có, sang mình cũng có đi. Mình giờ xem cho quý vị quay cái đập bột luôn này. Gạo rất là đẹp, đấy, nguyên hột luôn, không có loại luôn. Ồ, có một cái ốc gì nó ra rồi thầy. Hả? Có ốc một cái... gì? Ốc nó rớt đi. Ốc gì muốn rớt rồi? Người trượt cái ốc bên kia thì cái ốc rít đó, lẩu đó, đó. Đây này, ốc này. Này vặn ra không vặn được, không vặn được. Ốc đó là nó tăng cái dây cu đoá mà. Đây, nó ra cái này đây. À, bữa nay đứt sàng. Cố, đừng lừa gạo này. Đứt sàng rồi. Đứt sàng rồi, ôi gạo nhiều sàng, lắm. Hèn gì mà 1 ký. Đi máy của người ta. Đi máy của người ta là nó 1 ký, 10 ký lúa thì nó còn được có 5 ký rưỡi gạo. Mà mình máy ở nhà thế này, 10 ký lúa còn được 7 ký gạo thì rất là tuyệt vời, không bị hao. Đấy, mà cái này giờ xay bột cho bò ăn luôn thì cũng rất là không mất gì hết. Nó quăng đi cái chi cả. Không bỏ cái gì hết. Đấy, giờ lại xay cho bò luôn này. Ừ, ông đưa gạo để à,
hàng rào rất là đẹp. Được thì nó ra ngoài đấy cho bò nó ăn, nó béo thêm, không sao cả. Tiền tiền chứ. Mà đôi khi mình mắc mắc thì một rá một mùng thì mình cũng xay được. À, rất là tiện cho bà con nhà nông nhá. Cái máy này thấy nó bé bé thôi. À, là bỏ cả sắn vô để xay đập bột luôn. Đấy, đây là vỏ lúa, vỏ tấu và cám. Cộng với một ít cái sàng nó bị lủng là có gạo ở đấy. Cũng có khoảng 10% gạo đấy nha. Được đó, này, nhiều đấy. Ừ, nhiều đấy. Sàng rất tợt thầy. Sàng bị lủng. Giờ mình mở sàng mà thay sàng thôi. Để cho cu đến thay đi. Đấy, đây là bỏ bột, bỏ thêm sẵn vào để xay, để trộn cho gia súc nó ăn. Đấy, mấy yến lúa mà được từng này? Ba cối, bốn cối. Cối nhỏ nhỏ thôi. Bốn cối này cũng tầm được và hai yến đây nhỉ? Không. Cối nè, có hết 5 cân mô. Không hết à? Không. Nó hết 5 cân lúa. À. Thế 43, 44, 16 đi. 16 ký. 16 ký mà được... cái đó không phải được hơn yến gạo chứ. Cỏ không nó cũng chán. Nuôi được mấy bò? Bò được thôi đấy. Nuôi được nhiều không? To cả nhỏ 5 con. Cả to cả nhỏ 5 con cũng nhiều đấy. Làm kiệt luôn. Come on.